Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản LifeForest. Chúng ta sẽ click vào đường link mình đã để sẵn ở bên dưới. Sau đó tại trang chủ chúng ta sẽ chọn đăng ký. Ở đây tôi đề xuất mọi người sử dụng đăng ký bằng email để chúng ta có thể nhận được thông tin nhanh nhất. Điền các thông tin đầy đủ như sau. Sau đó chúng ta sẽ check mail và copy mã xác nhận mà bên LifeForest đã gửi vào mail của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản LifeForest. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh tài khoản của LifeForest. Bước thứ nhất, nhấn vào đây và chọn hồ sơ của tôi. Bước thứ hai, ở mục xác minh, nó sẽ hiện ra khung thông tin như thế này. Cập nhật thông tin họ tên và địa chỉ số điện thoại. Ở phần họ tên, chúng ta điền đầy đủ các thông tin. Ở đây, chúng ta cập nhật mặt trước chứng minh nhân dân. Sau đó chúng ta bấm lưu. Ở phần địa chỉ cũng tương tự như ở phần họ tên. Ở mục cập nhật, khu vực chúng ta chọn Việt Nam. Thành phố thì chúng ta nhập như trên chứng minh nhân dân của chúng ta. Ở mục địa chỉ thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ cụ thể trên chứng minh nhân dân của chúng ta. Sau đó nhập mã bưu điện. Sau đó chúng ta bấm lưu. Tiếp theo chúng ta cập nhật số điện thoại. Sau đó chúng ta bấm lưu. Như vậy là chúng ta đã cập nhật thông tin thành công. Ở đây nó hiển thị như vậy có nghĩa là nó đang cập nhật cho chúng ta. Đến khi nó hiển thị xác minh, nghĩa là nó đã cập nhật thành công thông tin xác minh cho chúng ta. Chúc các bạn thành công!